Xin chào các bạn, hiện tại thì Quốc Bảo đang có mặt tại Bảo tàng Áo Dài. Đây là nơi trưng bày những câu chuyện liên quan đến những chiếc áo dài gắn liền với chiều dài lịch sử của đất nước ta. Và Bảo tàng Áo Dài được xem là một cơ sở dữ liệu hiếm khi nơi đây là nơi được lưu trữ những hình ảnh, những tư liệu cũng như là những hiện vật về áo dài. Và bên cạnh đó, Bảo tàng Áo Dài còn là nơi để tập trung quảng bá di sản áo dài đến với công chúng. Một hình ảnh rất đặc trưng với người phụ nữ Việt Nam cũng như là đời sống xã hội tinh thần của người Việt. Và được tọa lạc tại Cù Lao Long Phước, quận 9, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và bảo tàng của chúng ta đã được chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 22 tháng 1 năm 2014. Wow, Quốc Bảo phải công nhận đây đúng là một không gian rất là xanh mát và trong lành. Và xin được bật mí với tất cả quý vị khán giả là diện tích của Bảo tàng Áo Dài của chúng ta lên đến 20.000m2. Và có xuất hiện một nhân vật bí ẩn. Ai vậy ta? Xin chào tiểu thư. Xin chào tiểu tử. Xin chào công tử. Công tử chứ hả? Cho hỏi tiểu thư là ai mà sao lấy cái quạt che cái mặt hoài vậy ta? Em nè anh ơi. Trời ơi. Vâng ạ. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, đây sẽ là nhân vật khách mời đặc biệt trong tập ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng với Quốc Bảo tham quan Bảo tàng Áo Dài. Xin được giới thiệu nữ diễn viên xinh đẹp Phạm Yến. Và Phạm Yến à, sẵn sàng chưa nào? Trời, em rất háo hức luôn á. Yeah. Em cả đêm hôm qua em không ngủ luôn. Tại sao vậy? Tại vì em nói là sáng hôm nay em được mặc áo dài. À. Mà anh có biết là em rất thích mặc áo dài luôn á. Đây rồi, chuyến đi ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị dành cho tất cả quý vị khán giả và Phạm Yến. Và bây giờ trước khi sẵn sàng thì gửi lời chào đến tất cả mọi người cái đã nha. Và lời nói đầu tiên thì Quốc Bảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả để cùng đến với chương trình Hành trình đất phương Nam. Quý vị thân mến, đến với Hành trình đất phương Nam, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những chuyến đi, những trải nghiệm thực tế nhất dành cho mọi người để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những giá trị, về con người, về truyền thống và phong tục tập quán tại Nam Bộ nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là vào lúc 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy sẵn sàng để lên đường cùng với Quốc Bảo và Phạm Yến. 3, 2, 1, đi nào. Xin mời. Rồi rồi, tới rồi Phạm Yến nha. Và xin được giới thiệu với Phạm Yến tên gọi của thử thách ngày hôm nay, đó chính là ghép chữ. Ghép chữ. Tìm nhân vật đoán áo dài. Đây cũng là thử thách của Quốc Bảo cùng với Phạm Yến thưa quý vị và các bạn. Đây, ở trên chiếc bàn của chúng ta có rất là nhiều những cái mảnh ghép đó, chữ cái. Và cái lượt chơi cũng như là cái luật chơi rất là đơn giản, khi mà hai anh em chúng ta cùng nhau đối đầu ở trong cái phần thử thách này, đó, ai tìm được cái tên trước thì mình chạy thật nhanh vào cái nhà trưng bày bên trong khu lịch sử áo dài để tìm ra đúng chính xác vị trí của chiếc áo dài đó gắn liền với cái nhân vật mà chúng ta đang tìm. Và thời gian để chúng ta tìm ra cái tên bí ẩn này trong thử thách thì chỉ có 1 phút mà thôi nha. Vì vậy hãy cố gắng nhanh nhất có thể để mình tìm ra cái nhân vật nổi tiếng này. Okay. Rồi, và khi mà chúng ta tìm được cái nhân vật rồi, dự đoán được rồi, chúng ta chạy vào bên trong cái nhà trưng bày để tìm ra một cái chiếc áo dài đứng tại cái vị trí chính xác, lấy điện thoại của mình chụp hình lại ra đây đọc bài cho ban tổ chức. Okay. Và ai nhanh hơn, chính xác hơn sẽ là người chiến thắng ở trong thử thách này. Ok, và bây giờ sẵn sàng chưa? Mình chiến thắng mình được gì anh? Mình chắc chắn rồi, chương trình là cũng vậy hết, thắng thì được qua, thua thì bị phạt. Rồi, ok. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với thử thách 3, 2, 1 bắt đầu. Thôi nó khó quá vậy nè. Em suy nghĩ nãy giờ luôn á, trong một cái tên không thể nào có hai chữ S được. Đúng rồi, thường là cái chức vụ giáo sư tiến sĩ hả? Phó, không có B rồi nè. Giáo sư tiếng à, hai chữ F vô nha. Chấm à, bây giờ mới biết tác dụng của chữ chấm rồi. Còn bây giờ là cái tên nè, những chữ cái còn lại. Trần. Ủa là sao? Sao tự nhiên dư cái này? Ai biết rồi. Cái gì? Trời ơi, sao tự nhiên cái gì Trần Văn Kê hả? Nói gì tính dư chứ hát. Tức ghê. Thôi Trần Văn Kê chứ đi tính gì tính. Thì ra đó là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khế. Để tôi mới nghe cái gì vậy ta?
Trần Văn Khê mới đúng, hồi nãy cái chữ H là bị dư rồi. Trần Văn Khê, Trần Văn Khê. Ủa, mà không thấy cái tên nữa ta. Ê, anh ơi, sao ở đây trăng bóng vậy? Ý. Hả, cái gì vậy? Mới phát hiện ra. Phát hiện gì? Là mấy cái tấm bảng và thông tin này là bị che hết bằng một miếng giấy rồi. Nên đi tìm, tự đi tìm đi. Ủa, áo dài của cô Hồng Vân nè. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Trời ơi, đặc biệt quá. Còn đây là ca sĩ Cẩm Vân. Wow, đẹp ghê. Yến, ngoài qua đây chụp hình cái là Yến, cái bắt đầu đẹp Yến. Đó, đứng đây nha, cười cái nè. 2, 3. Được chưa? Sao rồi? 2, 3. Anh chụp em sao? Tuyệt vời. Cao quá vậy? Tuyệt vời. Xong rồi. À, xong. Anh chụp em à, đâu cho em coi coi. Đẹp không? Đẹp lắm mô. Đó. Ủa? Nãy giờ. Có một cái bảng. Một cái tấm bảng rất là to. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Và đây chính là chiếc áo dài của ông. À. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đây chính là nhân vật đầu tiên có liên quan và có sức ảnh hưởng đến chiếc áo dài mà ông đã từng mặc về cả sự nghiệp và cả cuộc đời của ông. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn và Phạm Yến, đó chính là hình ảnh của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Và cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là một người con của Mỹ Tho và được sinh vào năm 1921. Và với sự nghiệp cũng như là cuộc đời của ông thì ông là một giáo sư tiến sĩ nghiên cứu về văn hóa, âm nhạc dân tộc Việt Nam. Và cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã có cơ hội là đi đến hơn 67 quốc gia khác nhau trên thế giới để cùng nhau nói chuyện cũng như là giảng dạy về văn hóa, âm nhạc, dân tộc cổ truyền của Việt Nam của chúng ta. Và đây là một nhân vật đã mang đến sự tự hào. Và chính về cuộc đời của ông cũng như là sự nghiệp của ông đã gắn liền với chiếc áo dài xanh rất là quen thuộc này. Đó, vì vậy hôm nay chúng ta được đến đây và được tham quan cũng như là tìm hiểu về cái nhân vật đặc biệt này ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sau cái lượt chơi của Quốc Bảo và Phạm Yến. Không biết là kết quả của cái lượt đua vừa rồi ra sao ạ? Xin mời ban tổ chức công bố kết quả. Phạm Yến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với chương trình Hành Trình Đất Phương Nam và ngày hôm nay với khách mời đặc biệt của chúng ta là diễn viên Phạm Yến, Quốc Bảo và Phạm Yến cũng đã có một chuyến đi rất là thú vị và đặc biệt đến với Bảo tàng Áo Dài tại quận 9 và hy vọng rằng Phạm Yến cũng như tất cả quý vị khán giả đã cùng nhau có những cái khoảng thời gian để mà chúng ta sẽ nhìn nhận lại những cái giá trị rất là truyền thống và rất là đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt cụ thể ngày hôm nay đó chính là hình ảnh của chiếc áo dài, một hình ảnh rất đặc trưng và rất đẹp đại diện cho người phụ nữ cũng như là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đến đây thì Quốc Bảo phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Ủa khoan, xíu cho em xí cái. Ủa xí gì em? Anh chào có nghĩa là anh kết thúc chương trình. Thì đúng rồi, mình chào sóng rồi mình chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn đến tập sau. À không được anh ơi, anh quên cái gì đó nhẹ nhẹ đó. Quên gì ta? Hồi nãy mình chơi. Sao nhớ dai vậy ta? Hồi bảo đảm ảnh nhớ dai lắm, bây giờ ảnh mua cái là ảnh quên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta quá xuất sắc, vừa xinh đẹp vừa tài năng còn đáo để thông minh nữa. Thử thách ngày hôm nay Quốc Bảo hoàn toàn trắng tay và coi như là em thua rồi. Bây giờ muốn phạt gì tôi chấp nhận. Có rồi. Vụ gì không ấy, bây giờ anh đi cách vuốt cho em đi thử thách này. Vâng, đồng ý, chấp nhận thử thách. Okay. Nhưng mà chút xíu nữa có gì hỗ trợ đi cặp chung với anh cho nó đẹp đội hình ha. Ủa, tính thì ra em như là chút xíu với anh hả? Thì đó, có như phạt gì đâu mà đi tạo dáng nhẹ nhàng, chút xíu nữa nhờ mấy anh photo chụp cho bộ ảnh. À, cái đó được. Okay. Một lần nữa xin được cảm ơn Phạm Yến nè, đã dành thời gian đến đây cùng với Quốc Bảo có một cái chuyến đi khá là thú vị tại Bảo tàng Áo Dài. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành, luôn luôn theo dõi. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta, đó chính là vào lúc 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hai ba vô. Điếu dài anh ơi. Trời ơi. Chuẩn chỉnh đúng không ạ? Chuẩn ha. Ủa gì vậy?
Mời tiểu thư đi cùng với tôi đó ạ. Trời ơi, cái này thì đi. Cậu dán 1, 2, 3. Một đá luôn bạn ơi. Cho ly xỉu đá anh ơi. Một xỉu đá luôn mọi người ơi. Dạ bà ơi, một xỉu đá. Dạ. Ủa? Bảo phải không? Ủa? Anh tính đâu hả? Uống bê chứ đâu. Ủa hay uống đây không?